khẩu phần ăn của phi công không quân Mỹ vào 72 năm trước phong phú như thế nào. Chiếc hộp màu vàng kim này chính là khẩu phần ăn năm đó phi công không quân Mỹ mang theo bên mình khi thực hiện nhiệm vụ. Lương khô ST-2, mỗi hộp lương khô nặng 650 gram. Vật phẩm bên trong, sau khi bắt buộc phải hạ cánh sẽ cho phép phi công trong môi trường khắc nghiệt dùng nó để sinh tồn khẩn cấp. Dưới đáy của hộp có một chiếc chìa để mở hộp, tháo nó ra rồi nhét vào que sắt ở bên hông hộp, xoay vòng nó theo một hướng là có thể mở hộp ra. Sau khi mở ra có thể thấy vật phẩm bên trong được sắp xếp rất gọn gàng, hơn nữa còn có khá nhiều loại. Thứ nhiều nhất trong hộp chính là thứ giống như một cục sắt gì này. Trên bao bì ghi rằng thật ra nó là que thạch. Lát nữa chúng ta tháo ra xem. Tiếp theo là một lọ viên lọc nước dùng để lọc nước, còn có hai hộp diêm, 4 cọc đường mía, 3 túi cà phê hòa tan, 3 viên kẹo cao su, 3 túi trà hòa tan và 2 gói thuốc có bao bì khác nhau. Một tờ hướng dẫn sinh tồn đối với nhiều môi trường khác nhau, bao gồm một số phương pháp làm thế nào để tự cứu sau khi bị thương. Sau khi lấy hết vật phẩm ra ngoài, hộp có thể dùng để nấu nước hoặc pha cà phê. Đây chính là khẩu phần ăn của phi công không quân Mỹ vào năm 1950. Tất cả vật phẩm bên trong hộp lương khô ST-2. Tiếp theo chúng ta bày ra đĩa ăn, cùng mở chúng ta xem thử. Cà phê hòa tan sờ cảm giác hơi cứng, bạn thậm chí có thể trực tiếp bẽ nó ra. Có thể thấy bên trong đã là trạng thái đen bóng, giống như nhựa đường vậy, rõ ràng là không thể sử dụng nữa. Túi trà hòa tan này cũng rõ ràng đã hơi cứng, nhìn không có vẻ là có thể ngâm uống nữa. Hơn nữa còn có mùi mốc. Cục đường này bảo quản vẫn khá tốt, đến hiện tại vẫn không chưa bị tan chảy. Sau đó chúng ta cùng lấy một que thạch xem thử. Khi tháo ra nó phân thành từng cục, nhìn không ra ban đầu nó có hình dạng như thế nào. Nếm thử thì có mùi vị như nhựa, còn hơi dính răng, giống như nhai bánh xe vậy. Nhưng điều không thể tin được là đến hiện tại, bên trong thứ này còn có thể nếm ra ít vị ngọt. Tiếp theo cùng mở kẹo cao su ra xem thử. Bên trong một hộp nhỏ có 2 viên kẹo, bây giờ nếm thử đã không còn mùi vị gì. Tuy rằng nhiều thứ trong hộp lương khô này mùi vị đã bị biến chất rồi, thậm chí có nhiều thứ hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ ban đầu của nó. Nhưng vào năm đó, nó là lương thực cấp cứu rất quan trọng của các phi công.